Bắt đầu. Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của nhà cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin làm một cái video giao lưu với mọi người với một cái chủ đề khá là thú vị. Có một vị khách hàng của bên nhà cụ Đàn Hương mình có hỏi một câu là đàn bầu chơi chay, tức là chơi không có loa nén thì nó sẽ như thế nào. Thì mình xin giao lưu với mọi người như này nhé. Bây giờ mình sẽ quay về cái thời kỳ khoảng 100 năm về trước, hoặc là 50 năm về trước, hoặc là 300 năm về trước. Thì lúc bấy giờ ấy, là phương tiện xe máy ô tô các thứ nó không có, mà cái căn nhà của các cụ thời xưa làm lúc bấy giờ nó không phải là cái nhà kín như kiểu ngày nay. Nó không phải là nhà kín, nó không phải nhà cái quá hiện đại như thế. Mà đa số là nhà nó chỉ có một tầng thôi. Mình nhớ không nhầm là thế. Tức là nhà nó sẽ rất là thoáng. Thế nhưng mà đồng thời là cái tiếng xe máy, ô tô, cái tiếng quạt, tiếng máy khoan các thứ ấy. Bởi vì là cái thời bấy giờ là điện tử nó không có. Thế nên là khi mọi người chơi cái đàn bầu mà nó không có loa ấy, thì thông thường là cái lúc bấy giờ tiếng rất là to. Tiếng nó rất to bởi vì là các cái tiếng xe cộ cũng như là các cái tiếng quạt các thứ nó không có. Thế nên là nó rất là tĩnh lặng. Tĩnh lặng thì mọi người chơi ấy, thì mọi người không cần loa cũng được. Mà cái đàn bầu thời bấy giờ là nó cũng khác so với cái đàn bầu kiểu ngày nay. Nó khác như thế nào thì mình chưa được sờ, thế nên là mình không dám nói lung tung, mình không dám nói với mọi người ở đây. Thế nhưng mà đại ý là nó khác, chứ nó không quá dày như thế này. Thì tiếng nó rất là to. Nó gọi là đàn bầu mộc, cái đàn bầu sẩm mà ngày xưa ấy. Mà cái dây thời bấy giờ lúc đấy người ta dùng dây, đó là dây tơ tằm, hay là dây gân bò đấy các thứ. Mình không chuyên về khoản này. Như thế thì thời bấy giờ kêu rất là to, không cần loa. Thế nhưng mà bây giờ mọi người đem cái đàn đấy ra và đánh vào cái thời buổi bây giờ thì mọi người không đánh được. Thứ nhất là không nghe thấy tiếng, không nghe được tiếng. Thứ hai là nó quá đông các thứ, quá đông các cái thiết bị, ví dụ như là xe máy, ô tô rồi các thứ, nó loạn, nó kêu rất là to, nên là nó bị áp cái tiếng đàn bầu đi. Thế thì cái có vị khách hàng hỏi là đánh bầu chay, đánh đàn bầu chay thì nó sẽ như nào, thì cái tiếng nó sẽ tựa như là cái đàn bầu sẩm. Nó tựa như đàn bầu sẩm. Mình đánh thử mọi người nghe nhé. Thật ra đánh đàn bầu chay thì tiếng nó rất là nỉ non, nó có cái gì đấy nó khá là cổ xưa, nó hơi buồn buồn một tí. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì nó cũng rất là hay. Nó hay hơn so với điện tử rất là nhiều. Mọi người cắm loa nén này, cắm mô bin này, cắm điện này, thì thực ra thì tiếng của nó cũng không thể nào hay giống như thật. Bởi vì nó là điện tử mà.
Thế nhưng mà điện tử thì mọi người cũng không thể nào đòi hỏi nó như thiên nhiên được. Thiên nhiên thì nó đa số là nó rất là hay đấy, nhưng mà điện tử thời đại bây giờ nó hiện đại thì nó cũng rất là hay rồi, nhưng mà nó cũng không thể nào bằng thiên nhiên được. Thiên nhiên thì là trời đất sinh ra mà, thì cái đấy không thể so sánh được, nó rất là khập khiễng đó. Thế nhưng mà để có được cái thiên nhiên như thế thì hơi khó, bởi vì là xe cộ bây giờ nó rất là đông, nó đông đến mức độ mà mọi người cảm tưởng như là không dùng điện tử để biểu diễn thì chắc là không ai nghe được, tại vì nó át hết tiếng rồi đấy. Thế nên là cái này nó là chuyện khó, nó là một cái bài toán rất là khó đó. Thì cái kiến thức của mình nó cũng chỉ biết được đến mức độ đấy thôi, nó cũng còn khá là nông cạn. Thì trên đây là những cái thắc mắc mà quý khán giả đã hỏi bên mình, thì mình cũng vừa thực hành cho mọi người thấy rồi. Thì mọi người có thể đeo tai nghe cảm nhận lại cái tiếng đàn bầu lúc nãy mình vừa đánh ấy. Mọi người sẽ thấy được là nó rất là hay, nó cũng rất là thiên nhiên. Thế nhưng mà với thời đại bây giờ thì nó cũng rất khó. Thì nếu như mọi người muốn đặt ra câu hỏi gì, hay muốn mọi người có cái chỗ nào chưa hiểu thì mọi người cứ bình luận. Thì khi nào bên mình đọc được thì mình sẽ trả lời mọi người, mình sẽ giao lưu cùng mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thấy hay, thấy ý nghĩa thì xin mọi người hãy đăng ký kênh để được nhận cái thông báo mới nhất từ bên mình, hoặc là chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cùng tham khảo, để bên mình có thêm động lực ra những cái video, những cái chủ đề mới để giới thiệu mọi người. Vâng, xin chào mọi người.